Xin chào tất cả các con. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp tập viết bài chữ hoa vờ. Cô có hai hình ảnh về mẫu chữ vờ thường và mẫu chữ vờ hoa. Các con quan sát nhé. Tiếp theo, cô sẽ giới thiệu cho các con về chữ hoa vờ. Chữ hoa vờ cao 5 ô ly và gồm 6 đường kẻ ngang. Chữ hoa vờ gồm có 3 nét. Nét 1 là kết hợp của 2 nét cơ bản, nét cong trái và nét lượng ngang. Nét 2 là nét lượng dọc. Nét 3 là nét móc xuôi phải. Nét 1 của chữ hoa V giống nét 1 của các chữ hoa H, I, K mà chúng ta đã được học. Sau đây, các con hãy quan sát cách viết chữ hoa vờ nhé. Đây là chữ vờ hoa được viết trên bảng. Chúng ta có cụm từ ứng dụng sau: vượt suối băng rừng. Vậy, vượt suối băng rừng nghĩa là gì? À, nghĩa là vượt qua những đoạn đường khó khăn, vất vả. Trong câu này, các con chữ vờ, bờ, gờ cao 2 ô ly rưỡi. Con chữ tờ cao 1 ô ly rưỡi. Các con chữ sờ, rờ cao 1,25 ô ly. Các con chữ còn lại cao 1 ô ly. Khoảng cách giữa các chữ bằng một chữ các a, chữ cái o, các con lưu ý nhé. Cô sẽ viết mẫu một chữ đầu tiên cho các con quan sát. Con hãy về lấy tập viết của mình và viết bài chữ hoa V vào vở tập viết của mình nhé. Khi viết, các con lưu ý ngồi ngay thẳng, hai chân song song với mặt bàn, mặt cách vở khoảng 30 cm. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Cô chào tạm biệt tất cả các con.